Hello, everyone. Is there anyone here? Bạn nào ở đây rồi thì say something, comment hi hoặc hello nhé. Xin chào, xin chào. I'm Chang Elena from IO English. Ok, các bạn nói gì đi. Xin chào Đỗ Phương Thúy. Có người xem rồi này, nhưng mà nói gì đi để cô biết ai đang xem nào. Xin chào Hoàng Hiền. Các bạn comment nhé, hoặc là like và comment và nhớ share nhé. Share về tường để lưu lại. Bởi vì hôm nay chúng ta nói về cái chủ đề cực kỳ hot luôn. Đó là cách nghe, phương pháp nghe hiệu quả. Ok, xin chào Lily Lu, Thanh Huế, Tuyết Đặng, xin chào Hương Giang. Ok, let me see. Rồi, có ai ở đây không? Đặng, xin chào Hương Giang. Xin chào các bạn, xin chào Nguyễn Lan Anh, xin chào Nguyễn Tiến. Xin chào Trâm Lê, xin chào Tú Nguyễn. Ok, that's great. Xin chào Uyên Uyên Mai, xin chào Thu Minh. Thu Minh à? Cũng lớp học sinh của mình cũ nhỉ? Lâu lắm không học Thu Minh rồi. Xin chào Quỳnh Giang, xin chào Thanh Huế. Very nice to meet you. Các bạn say hi, hello đi. Bạn nào đang xem thì nhớ share livestream nhé, để chúng ta xây dựng lại cái group IELTS tài liệu tiếng Anh này. Và sau này thì cô cùng với đội ngũ cả huấn luyện viên và những bạn leader trợ giảng của IELTS nữa cũng sẽ live rất là nhiều trên này để hướng dẫn cho chúng ta một cái chiến dịch là 30 tuần luyện nghe nói phát âm tiếng Anh cùng với nhau, và sẽ là free nha, miễn phí nha. Ok, đấy, cho nên chúng ta hãy share vào các group, và bạn nào share được vào 10 group thì nhắn tin lên đây để cô cảm ơn nha. Hôm trước có bạn nào mà share tận 20 group liền, trời ơi, mình cảm động kinh khủng. Đấy là nguồn động lực cực kỳ lớn, bởi vì là cô live cho rất là nhiều người xem, đúng không? Nhưng mà hầu hết mọi người don't do anything, chả làm gì cả. Tức là chỉ xem thế thôi, chứ còn chả liên quan đến em tại sao phải share. Đó, nhưng mà cô rất là cảm kích những cái bạn nào mà giúp cô có thể là đưa tiếng Anh tới nhiều người hơn, hay là tiếp cận được nhiều người hơn. Đấy, để nói cho nó đỡ phí, đúng không? Mất công nói thì nhiều người nghe sướng hơn không? Xin chào Sơn Đoàn, xin chào Duyên Cookie à? Xin chào Quang Nguyễn, Kiều Anh, Bích Loan, Triệu Vi, Nguyễn Trần, Hải Linh, Trần Phượng. Wow, team. Xin chào Duy Nhất. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là phương pháp nghe hiệu quả. Và đây là cô Trang Elena from IELTS English. Rồi, bao nhiêu bạn có vấn đề về nghe thì comment một cô xem nào. Xin chào Nguyễn Trần. Bao nhiêu bạn có vấn đề về nghe thì comment một. Nguyễn Anh Thế, anh Nguyễn Thế. Yeah, that's great. Chúng ta rảnh thì chúng ta nghe livestream, nó sẽ giúp cho chúng ta thông não hơn rất là nhiều. Và quan điểm của cô khi mà giảng dạy đó là chúng ta phải hiểu biết về tiếng Anh, hiểu biết về cách học tiếng Anh, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị chán, bị nản, và mình biết cái con đường mình cần phải làm như thế nào để đạt được thành công đối với tiếng Anh. Chứ không phải là mình học một cách mông lung, xong là chỉ học từ vựng, học ngữ pháp, xong học được 3 ngày thì chán. Vân Đoàn, Bảo Thiện, Nguyễn Trần, xin chào Sơn Đoàn, xin chào Nguyễn Ngọc Linh, Song Tứ, Triệu Vi. Ok, rất là nhiều bạn có vấn đề với việc nghe, đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều người đã share rồi. Bạn nào share được trên 10 nhóm thì comment đây nha. Ok. Lily Lu, that's great. Rồi, chúng ta có thể là tag những người bạn của mình vào trong group, hoặc là add những người bạn của mình vào, thì chúng ta sẽ gọi là giúp họ tiếp cận đến một cái nguồn tài liệu học tiếng Anh
đấy, để chúng ta có cái cộng đồng trong này chúng ta học cùng với nhau. Ở trong cái buổi livestream trước cô đã chia sẻ, à hình như chưa chia sẻ cái này nhỉ, đó là ấy, chúng ta chỉ khi nào chúng ta học được ấy, chỉ khi chúng ta có một cái cộng đồng và có một cái động lực mạnh mẽ đó. Cho nên là thỉnh thoảng vào đây nghe cô mắng cho phát là học lại có động lực ngay đấy. Cho nên là chúng ta add những người bạn của mình vào, hay là share vào những cái group của bạn bè mình, thì các bạn chắc chắn là sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây được gọi là tạo phúc đấy, tích đức đấy. Cô tích đức bằng cách là giúp share, chia sẻ miễn phí cho mọi người như này đây. Lê Triều, Vũ Quyên, Thảo Vi, Nguyệt Vũ, Phở Bò. Xin chào Lê Ngọc, xin chào Hương Quỳnh. Ok, rồi. That's great. 100 người xem thì ấy ha. Cô hy vọng là một ngày nào đó có 1.000 người xem này, chúng ta sẽ tạo nên một group học tiếng Anh gọi là lớn nhất Việt Nam và có hiệu quả nhất Việt Nam. Đó, thì tất cả những cái đó là cô rất là mong chờ có được sự giúp đỡ từ các bạn và các bạn giúp cô nha. Em thấy nghe anh Mỹ nó khác với anh à? Tất nhiên rồi. Ok, trước khi chúng ta bắt đầu thì có những bạn nào có câu hỏi gì các bạn cứ đặt câu hỏi xuống và cô sẽ giải đáp một chút cho các bạn. Anh Mỹ thì tất nhiên là khác anh, nó giống như là Việt Nam của chúng ta có miền Bắc, miền Trung, miền Nam đúng không? Đấy, thì tiếng miền Bắc nó sẽ khác với tiếng miền Trung và khác với tiếng miền Nam. Thì tiếng Anh với tiếng Anh Mỹ nó cũng giống như là các vùng miền khác nhau, mỗi nơi sẽ có một giọng khác nhau. Và miền Trung thì tỉnh Hà Tĩnh thì nó rất là khác với Nghệ An đúng không? Đó, cho nên là mình không có gì ngạc nhiên cả. Tuy nhiên thì nó sẽ giống nhau tới tầm là 70%. Còn 30% còn lại là sẽ có những một số cái biến đổi đấy, và thì chúng ta phải học thôi, chúng ta phải nghe nhiều thì sẽ được thôi. Và chúng ta nên chọn một cái giọng mình follow theo nhiều nhất. Ví dụ như cô chọn giọng Mỹ đơn giản bởi vì ngày xưa là cô rất là thích nghe nhạc và các cái bài hát của cô đều là những ca sĩ người Mỹ. Nhưng mà thực ra ấy, cái nhóm nhạc đầu tiên mình yêu thích đấy là nhóm Westlife là của Anh Ireland, nhưng mà khi họ hát thì nghe nó cũng không khác gì giọng Mỹ lắm đấy. Cho nên là và sau đó là cô xem rất là nhiều các bộ phim của Mỹ, của nước ngoài đấy, cho nên mình follow theo giọng Mỹ. Thì các bạn chọn được một cái giọng để mình follow theo rồi thì mình sẽ nói nó hay và chuẩn hơn rất là nhiều. Xin chào Ánh Dương, xin chào Candy Bùi, xin chào Kiều Anh, Huy Nguyễn, xin chào Trâm Lê. Về xem livestream đi nhá. Xin chào Trần Minh Châu, xin chào Kim Phiến. Ok. Rồi các bạn đẩy con số lên 100 đi nào. 100 anh em, không phải 50, 5, à, 500 anh em nhỉ? Bao giờ 500 anh em nhỉ? Em là học sinh nên học ngữ pháp, nhưng nghe cô nói là muốn học nói thì không nên học ngữ pháp. Em không biết phải làm gì bây giờ. Ok, nó đơn giản như này này. Khi chúng ta học ngữ pháp thì đương nhiên là chúng ta tập trung vào ngữ pháp thì chúng ta sẽ giỏi ngữ pháp, nhưng mà nói thì nó sẽ rất là bập bõm, bởi vì ngữ pháp và nói nó là hai cái phạm chủ hoàn toàn khác nhau. Mình luyện cái gì mình sẽ giỏi cái đấy. Cho nên ý, nếu như bây giờ bắt buộc em phải học ngữ pháp để thi thì em cứ tập trung vào ngữ pháp cái đã, và khi mà mình có một cái nền tảng ngữ pháp vững chắc rồi thì em học nói nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với một người mà ngữ pháp thì cũng bập bõm mà nói thì cũng không tốt đấy. Cho nên có thể mình đi chậm hơn một chút bằng cách là mình giỏi ngữ pháp, mình xây một cái nền tảng vững chắc rồi, sau này mình luyện nói đấy thì nó cũng sẽ rất là nhanh. Ok rồi, làm sao để nhận dạng được các thì hay giải các bài tập liên quan đến các thì một cách dễ nhất ạ? Các thì em học, thực ra thì là cái mà dễ nhất, bởi vì chúng ta học cấp mấy cũng học đúng không, cấp 1 hay 3 cũng học, cho nên nó cực kỳ dễ. Có thể là hôm nào đấy nhỉ, cô sẽ làm một cái livestream liên quan đến ngữ pháp nhỉ, bởi vì các thì ấy, nó cực kỳ logic luôn. Nó chỉ có gọi là ba thì chính: hiện tại, quá khứ và tương lai. Còn các cái mà nhỏ nhỏ trong đấy thì nó cũng rất là logic với nhau, cực kỳ dễ luôn. Hoàng Thị Kim Hoàn à, em hiểu rồi, cảm ơn cô. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi tiếp tục share nha, có thể share về tường để chúng ta lưu lại, hoặc là share vào các nhóm bạn bè của mình để kêu gọi 500 anh em vào. Rồi, xin chào anh Tuyết, xin chào Thương Nguyễn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái phương pháp luyện nghe hiệu quả nha.
Trời Hà Nội bây giờ hơi lạnh một chút và dạo này cô nói nhiều quá, cho nên là giọng hơi khàn một tí, nhưng có khi nghe lại sexy hơn đấy nhỉ, nghe lại hay hơn đấy, trầm ấm hơn đúng không? Ok rồi, thì cái phương pháp nghe chúng ta có một vài cái, tuy nhiên nó tựu chung ở một cái nguyên tắc đơn giản, đấy là chúng ta phải có cái input, cái đầu vào càng nhiều thì chúng ta sẽ nghe càng tốt. Đấy, các bạn comment xuống nha, bất kỳ cái gì cô nói mà các bạn thì tâm đắc và các bạn học thì chúng ta hãy comment xuống. Đó, đó là muốn nghe tốt thì phải nghe nhiều. Đó, đấy là nguyên tắc là cơ bản của cơ bản, nguyên tắc quan trọng nhất. Đó, muốn nghe tốt thì phải nghe nhiều, các bạn comment xuống nha. À, xin chào anh Phạm Thanh Dũng, Hoàng Lan Trinh, nghe nói là mai gặp nhau ở Ayolo hả anh? Xin chào Hoàng Lan. Rồi các bạn comment xuống nha, muốn nghe tốt thì phải nghe nhiều. Tất nhiên chúng ta phải biết nghe nhiều theo phương pháp nào thì nó hiệu quả. Ok, theo các bạn ấy thì mình nên bắt đầu bằng nghe cái tài liệu dễ hay tài liệu khó? Rồi các bạn comment xuống nào. Kinh nghiệm và bí kíp học từ vựng nhanh và nhớ lâu à? Ừ, cái này cô sẽ chia sẻ trong những livestream sau nha Candy Bùi. Rồi các bạn comment xuống đi. Muốn nghe tốt thì phải nghe nhiều. Đúng rồi, that's right, chuẩn men đấy Nguyễn Huy Nguyễn ạ. Đình lực. Ok, xin chào Thùy Dương. Đó, thì theo các bạn thì chúng ta nghe tài liệu dễ hay tài liệu khó trước? Dễ ạ. Ừ, Kiều Anh. Ok, ngày xưa đúng không, mình cũng có một suy nghĩ ngây thơ. Đấy là khi mà mình học cái khó trước đúng không, thì mình sẽ trình độ tốt hơn. Và lúc nào mà mình nghe người ta nói những cái dễ thì mình sẽ học, thì nghe nó sẽ dễ hơn, mình sẽ hiểu nhiều hơn. Nhưng đấy là một suy nghĩ nó cực kỳ ngây thơ các bạn ạ. À, đúng rồi. Bởi vì ấy, chúng ta nghe khó là chúng ta đã nản luôn từ tuần đầu tiên rồi, chứ không phải đợi đến tháng thứ 1, tháng thứ 2, tháng thứ 3 để các bạn có thể nghe được tốt đâu. Đó, cho nên chúng ta chọn tài liệu dễ trước. Đó, và cái phương pháp học, phương pháp nghe chúng ta sẽ có những cái như sau. Cái số 1 đó là chúng ta sẽ nghe bằng cách là tắm ngôn ngữ, hay còn gọi là nghe thụ động. Đó, cách số 1 các bạn thì comment xuống nào. Nghe thụ động. Văn Đoàn là dễ và tốc độ nói chậm một chút. Đúng rồi, chúng ta nghe những bài dễ và tốc độ nói chậm. Ngọc Linh mãi không được 100 là đúng rồi đấy. Các bạn share đi, share nhiệt tình nào. Ai mà share được trên 10 nhóm thì comment đây cô xem nhá. Ok, rồi. Nghe tắm ngôn ngữ có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là như này này. Tại sao các bạn nói được tiếng Việt? Đơn giản là bởi vì mọi người xung quanh đều nói tiếng Việt đúng không? Và mình không nói tiếng Việt thì mình không thể giao tiếp được với người khác, cho nên mình bắt buộc bị nói tiếng Việt. Đấy, cho nên nếu như các bạn muốn nói tiếng Anh ấy, các bạn cũng phải gò mình vào một cái môi trường mà tự tạo tiếng Anh xung quanh bản thân mình. Đó. Vậy thì tạo như thế nào? Đó là chúng ta sẽ chọn những cái tài liệu dễ, những cái tài liệu mà mình nghe và có thể hiểu được. Đấy. Và nó đơn giản, nó có thể chậm một chút. Và sau đó là chúng ta bật lên mọi lúc mọi nơi. Đấy là cách tạo môi trường. Bạn đừng nói với cô là em không có môi trường học tiếng Anh, em không có môi trường luyện nghe, em không có môi trường luyện nói. Làm gì có ai có môi trường? Cô cũng làm gì có môi trường. Cô phải tự tạo ra môi trường của cô chứ. Đó, cho nên là chọn những tài liệu đấy và mình bật mọi lúc, mọi nơi. Đó, đi tắm cũng lôi vào. Các bạn biết không? Cái điện thoại của cô đấy bây giờ là bất ly thân. Đi tắm cũng lôi vào để nghe một cái gì đó. Nghe audiobook, hoặc là nghe tiếng Anh, hoặc là nghe cái gì đó. Để cho mình, lúc đấy tai thì chả để làm gì đúng không? Đó, cho nên lôi vào nghe. Trong lúc tắm này, trong lúc đánh răng này, trong lúc quét nhà này, hay là trong lúc đi chạy tập thể dục này, đó mình cũng luyện nghe mọi lúc mọi nơi. Đó, tuy nhiên để chúng ta nghe được cái đấy tốt ấy, thì chúng ta không bao giờ là nghe những cái mà chúng ta không hiểu. Ok, buồn cười, hôm nay cô kể cho các bạn một câu chuyện rất là funny. Đấy là cái chương trình Đường lên đỉnh Olympia đúng không? Đấy, cái chương trình đấy cô xem được, nói chung là khoảng từ lúc nó bắt đầu. Bao nhiêu năm nay, chắc phải là mười mấy 20 năm rồi đúng không? Không biết nó tầm đấy đấy. Thì ấy, cô nghe rất là nhiều, nhưng mà có một cái câu mà cô vẫn không bao giờ nghe ra được.
đó là đường tiên tới mà nào đấy, đường tiến tới cái gì gì đấy mà cũng không bao giờ nghe ra được, bởi vì mình cũng không cố gắng để hiểu quá. Đôi khi là mình cũng cố gắng lắng nghe xem nó là cái gì nhưng mà nghe vẫn không hiểu, vẫn thôi chẳng nghe nữa đấy, thì mình vẫn là đường tiên tới ta ta đấy. Sau hôm nay là mình chợt nhiên là mình nghe lại cái chương trình đấy một chút, thế là có một người bạn ngồi bên cạnh mình, xong mình hỏi là đường đến tới, đường tiến tới cái gì đấy, xong bạn mình bảo là đường tiến tới khoa học. À, hóa ra là đường tiến tới khoa học mà suốt hơn chục năm cô nghe cô không nghe ra. Cho nên ý, các bạn mà nghe những cái mà các bạn nghe không ra ấy, thì các bạn cứ cố gắng nghe 10 năm nữa thì nó cũng rất khó để ra, có thể là ra được, nhưng mà nói chung là nhớ như không bao giờ nghe được thì sao. Đấy, cho nên nguyên bắc đó là chúng ta không bao giờ nghe những cái mà chúng ta không hiểu gì cả. Cho nên là có một số người khuyên là chúng ta kiểu nghe tắm ngôn ngữ theo kiểu thụ động, nghe không cần hiểu rồi các kiểu ấy, thì theo quan điểm của cô và kinh nghiệm của cô đã học và dạy tiếng Anh rất là lâu rồi, đó là cái đó nó có thể có hiệu quả với cái việc phát âm của các bạn, bởi vì nó mình nghe quen cái âm thanh đấy thì mình phát âm cái khả năng cao là mình sẽ phát âm chuẩn hơn đấy. Tuy nhiên nó sẽ rất là lâu, có thể mất tới vài năm, các bạn cứ nghe những cái mà mình không hiểu thì mất vài năm nó cũng không improve được nhiều, nó không cải thiện được nhiều. Chị Khuyên à, xin chào chị Khuyên, các bạn comment xuống cái mà mình học nha. Đúng rồi, nghe thụ động đấy, nghe thụ động nhưng phải nghe những cái mà mình hiểu. Cho nên trước khi các bạn nghe thụ động nha, rất nhiều bạn không biết cách nghe như thế này đâu, thật sự như vậy, bởi vì cô nhận được quá nhiều những câu hỏi như thế, và nhiều khi mình đang làm việc đúng không, các bạn cũng nhắn tin inbox Facebook hỏi cái đó. Cho nên là cô làm cái livestream này để giải thích rõ cho các bạn, cho nên là các bạn giúp cô share vào cho bạn bè của mình, hay là tag hay là add các bạn bè của mình vào group nhá, để cho các bạn ý không bị mông lung về cái phương pháp luyện nghe nữa. Rồi, xin chào Ngọc Lan, xin chào Nguyễn Hà. Wow, bring them on camera. Cái này là cái mới à? Để cô thử nhá. Nguyễn Hà chuẩn bị được bring on camera này. Như nào ta? À, ok. Đây là chức năng mới này. Rồi, đang nói cái việc là chúng ta nghe nhưng mà nghe phải nghe cái mình hiểu đúng không? Vậy thì các bạn đơn giản là như này, đó là chúng ta sẽ nghe những cái tài liệu mà mình có script hay là tape script, tức là những cái lời ấy, người ta nói cái gì có lời thì mình in cái lời đấy ra, mình tra từ điển cấu trúc, mình hiểu toàn bộ cái bài đấy đi, rồi sau đó các bạn muốn tắm hiểu gì cũng được, muốn thụ động gì cũng được, và mình nghe những cái mình hiểu thì thứ nhất là mình cảm thấy sướng, cái thứ hai là mình có thể lẩm nhẩm học thuộc theo. Và cô nói với các bạn một điều, đó là học ngôn ngữ để nói được thực ra rất là dễ. Các bạn chỉ cần là thuộc đủ số lượng câu mà dùng trong giao tiếp là chúng ta nói được. Đấy, ví dụ như câu mà hello là chúng ta học quá nhiều rồi, thuộc rồi đúng không? What's your name là thuộc rồi này. What's your job, công việc của bạn là gì, thuộc rồi này. Rồi I come from Việt Nam là cái cấu trúc này, thuộc rồi này. Đó, thì các bạn cứ thuộc càng nhiều cấu trúc thì chúng ta càng nói được, đơn giản như vậy thôi. Đấy, cho nên là để chúng ta thuộc được thì chúng ta phải nghe nhiều, chúng ta tắm ngôn ngữ và nghe những cái mình hiểu. Ok, các bạn có thể comment nghe những cái mình hiểu. App nào để luyện nghe hiểu ạ? Cô thì thường không dùng app lắm, cô thì thường dùng một số cái chương trình ở trên YouTube và trên các website thôi. Thì ok, cô sẽ tìm hiểu thêm về các app luyện nghe, không có gì cô sẽ review cho bạn sau nhá. Xin chào Hằng Apple. Xin chào Võ Thanh Tuyền. Ok, các bạn tiếp tục share nhá, rồi add bạn bè vào group và tag bạn bè của mình vào nhá, để mình có đồng đội để học cùng. Ok. Rồi, và chắc chắn là các bạn của bạn sẽ cực kỳ là biết ơn các bạn luôn đấy. Rồi, mình đang nói đến cái việc là nghe thì mình phải hiểu cái mà mình nghe đúng không? Không bao giờ nghe những cái mà mình không hiểu. Rồi, đấy là cái số 1, là mình nghe thụ động và nghe mọi lúc mọi nơi. Ok, đó là lý do mà cô đã phải sắm cái tai nghe Bluetooth. Thì cái tai nghe đấy là mình không cần dây đúng không? Mình nhét điện thoại vào túi hay là vào cặp, nói chung cứ cách khoảng vài mét là mình có thể ok được. Và mình đeo nhét cái tai này xong vòng đằng sau, nói chung mình nhìn không giống như là mình đeo tai nghe luôn. Đấy, và sau đó mình cứ bật điện thoại như thế
và mình nghe. Đó, thì đấy là một cách mà chúng ta có thể dùng để có thể luyện nghe được tốt hơn. Rồi, cái thứ hai đó là nghe thụ động rồi thì bây giờ chúng ta phải nghe gì ạ? Cô ơi, em bị mất gốc và giờ học lại thì nên học phần nào trước ạ? Kiểu như từ vựng hay ngữ pháp hay là phát âm ạ? Ok, nó sẽ tùy thuộc vào mục tiêu của em nha. Ví dụ em học để thi đại học đúng không? Thì mình sẽ học ngữ pháp. Còn nếu mà em học để em giao tiếp được thì mình sẽ bắt đầu bằng phát âm, rồi thì từ vựng và luyện nghe và luyện nói. Ok, rồi mình cứ quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay nha. Chúng ta, cái phương pháp thứ hai là nghe chủ động. Và cô suggest cái này là nghe chủ động càng nhiều càng tốt. Chủ động nó sẽ giúp mình học nhanh hơn so với nghe thụ động gấp khoảng chục lần hoặc hơn. Đó, bởi vì kinh nghiệm của cô là như này. Rất là thích học những cái đoạn văn, đặc biệt là những đoạn văn mà có động lực, có cảm hứng thì càng tốt. Đấy, cô lấy một cái đoạn ngắn thôi, đâu đó tầm khoảng chục câu, hơn chục câu. Đấy, và mình cắt, mình cho vào điện thoại, và mình vừa đi chạy, vừa tập thể dục, và mình vừa nghe cái đó. Thì trong lúc nghe ấy, thì cô cố gắng là hiểu này, lẩm nhẩm đọc theo này. Đó, nhưng mà xong sau đó các bạn biết cô làm gì không? Đó, cô sẽ dừng cái video đấy lại và cô thử đọc lại một lượt, nói lại xem mình đã thuộc chưa. Chưa thuộc mình lại bật lên nghe và lại học thuộc. Đấy, xong lại tắt đi, đọc đọc đọc, đọc. Đến chỗ nào mắc lại bật lên nghe lại. Đấy, xong rồi thì thuộc rất là nhanh. Đó, cho nên là ấy, một cái phương pháp để cho các bạn nghe tốt hơn và nói tốt hơn, cô nói luôn về cả phần nói nhé, đấy là các bạn học thuộc càng nhiều càng tốt, càng nhiều cấu trúc càng tốt. Và học ngôn ngữ, học tiếng Anh ấy, nó không quan trọng là bạn thông minh hay là không thông minh, quan trọng là bạn thuộc được bao nhiêu cấu trúc, thế thôi. Rồi các em có thể là comment xuống nha, thuộc càng nhiều cấu trúc càng tốt. Ok, rồi comment xuống nha. Và tiếp tục share, like, share nha. Chưa thấy bạn nào comment là share được trên 10 nhóm rồi nhỉ? Hôm qua các bạn đã share nhiều cực luôn đấy. Rồi, đó thì cái phần nghe chủ động của chúng ta sẽ nghe như thế nào? Trước khi chúng ta nghe thụ động này, thì các bạn hãy in, như cô nói, in script xuống. Và sau đó là mình nghe thụ động bằng cách thứ nhất đó là chưa nhìn script. Mình nhắm mắt lại, mình nghe này. Và mình chép xuống. Nào, đi cái từ chép xuống. Đúng rồi, chép xuống. Đây là cái phương pháp hiệu quả nhất cho các bạn học nghe nói. Thế cho nó nhanh. Cô đã trải qua rất là nhiều các phương pháp rồi. Nhưng cái phương pháp nghe, chép và lặp lại nói theo là cái phương pháp gọi là number one luôn. Và các bạn chỉ cần là, tất nhiên là một thời gian đầu nó sẽ hơi khó khăn cho mình một chút xíu. Bởi vì là cái việc chép nó sẽ hơi mất thời gian một tí. Nhưng mà bạn nào mà kiên trì trong phương pháp này, cô có thể đảm bảo với các bạn luôn, thề luôn, đấy là cái trình độ tiếng Anh của mình nó gọi là level, nó phải là max luôn, kể cả về nghe và kể cả về nói. Đó, cho những bạn nào mà đang tìm kiếm phương pháp ấy, thì đừng có tìm nhiều nữa. Các bạn chỉ cần là chọn tài liệu đúng này, chọn tài liệu phù hợp mình có thể hiểu được tầm 80% trở lên, xong sau đó là nghe, chép và bắt chước học thuộc cái bài đấy. Xong, càng học thuộc nhiều, khả năng nghe của các bạn càng tốt hơn, khả năng nói của các bạn càng tốt hơn. Ok, rồi, đúng rồi. Nguyễn Trần không phải là thuộc nhiều cấu trúc cưng nha, thuộc nhiều câu ấy, nhiều, thuộc cả câu luôn ấy. Ví dụ mình không thể thuộc cấu trúc là where cộng với to be cộng với chủ ngữ được đúng không? Mà chúng ta sẽ là học thuộc luôn cái câu là where are you from, hay là where is he from, where she from. Đấy, học thuộc cả câu luôn nha. Đúng rồi, Kenny Bùi, nghe chép lặp lại nói theo chuẩn men. Rồi, đấy, cho nên là nghe thụ động, nghe chủ động bằng cách là chọn tài liệu này. Ok, từ cô nói nốt này xong cô sẽ nói cho các bạn là cần phải chọn tài liệu, tài liệu gì nhá. Rồi, nghe này, chép, chỗ nào mà không chép được thì nghe lại vài lần, vẫn không chép được để chấm ra, tí nữa mình check và mình điền vào. Đấy, và bạn chép hết một lượt. Và cô gợi ý đó là các bạn đừng chọn những cái video dài 30 phút. Bởi vì các bạn phải nói, phải biết là mình nói như này này thì 30 phút có khi chép ra phải chục trang, 20 trang. Đó, cho nên là các bạn chọn
Có thể là video dài 30 phút nhưng các bạn chỉ chọn 1 đến 2 phút thôi để mình luyện nghe, được chưa? Hoặc là chọn những cái video 30 giây, 1 phút, 2 phút, nó chỉ có vậy thôi. Tức là chọn những video như thế thôi thì mình luyện nghe và chép xuống cho nó đỡ bị nản, được chưa? Đỡ bị oải, không là 30 phút xong chép mãi không thấy hết, thế thôi hôm sau em cứ chép nữa. Đấy, cho nên là trong lúc học ấy, đặc biệt là bắt đầu thì mình cố gắng là làm thế nào cho nó đơn giản nhất, ngắn gọn nhất. Đấy, và lúc nào mà mình hơi nản một tí thì mình phải xem lại cái cách làm của mình, liệu mình có làm nhiều một lúc quá không, mình có là nghe những cái khó quá không, ví dụ thế. Đấy, thì mình chọn thời gian ngắn thôi nha. Nên học những bài nghe như nào tí cô nói nha, ở nguồn tài liệu tí cô nói. Rồi ok, đang đến cái phần là nghe này, chép xuống này. Đấy, xong sau đó là chúng ta sẽ check nghe lại cái đấy. Ở IDOLO chúng ta gọi là phương pháp 3C, 3C. Đó, chép, check và copy. Rồi bây giờ các bạn đến phần check này, bước 2 check này. Thì các bạn sẽ nghe lại cái bài đấy, xong là mở đáp án ra, vừa nghe, vừa đọc, vừa nhìn vào. À, cái đoạn này mình chưa nghe được này. Ok, đấy, thì mình điền vào cái bài của mình viết còn thiếu. Và mình xem lại xem chỗ này tại sao mình chưa nghe được. Có thể là do từ mới, có thể là do nó phát âm nó không đúng như mình phát âm, rồi thì có thể là người ta nối âm, rồi luyến âm, rồi các thể loại đó, thì có thể là do những cái lý do đó. Xin chào Hải Anh, xin chào Đình Sang. Cho nên là đấy, thì mình check. Sau khi check xong thì mình lại nghe lại một lần nữa, không nhìn cái gì cả, chỉ lắng tai gật gù nghe. Cái này cái gì nhỉ? Sao mình vừa check cho mình không vẫn chưa nghe ra được. Sẽ có những cái trường hợp như thế, sẽ có trường hợp là rõ ràng mình vừa mới nhìn, mình dịch cả ra rồi nhưng mà mình cho bây giờ mình nghe lại mình vẫn không nghe ra. Đó, thì mình lại lặp lại cái bước check một lần nữa, mình nghe lại xem, xong mình mở đáp án ra thì sao chỗ này không nghe được. Đấy, xong mình ấy, tóm lại là mục tiêu cuối cùng của bước thứ hai là bước check ấy, đó là các bạn phải hiểu được toàn bộ cái bài đó khi mà nghe không nhìn mà nghe hiểu được 100% thì là xong bước 2. Ok rồi, Nguyễn Thị Kiều Trang. Xin chào Đình Sang. Đó, thì đấy là cái phương pháp nghe chủ động. Vậy thì nghe cái gì các bạn tiếp tục share đi nhá, share giúp cô nhá. Ở tag là ép các bạn bè của mình vào trong group nha. Thực ra là ai cũng học tiếng Anh mà, ai cũng muốn học tiếng Anh luôn ấy. Các bạn để cho bạn mình cứ ngồi lướt Facebook với lại chơi game suốt cả buổi tối, tốn cả thời gian, hay là lôi chúng nó vào đây xem nghe cô nói tầm nửa tiếng nhưng mà sáng ra được bao nhiêu và có cái cách học, cách luyện nghe tốt hơn. Đấy, thì các bạn chọn cái nào. Đó, cho nên là giúp cô nha. Mai cô có thể up một vài bài nghe dễ hiểu vào website cô luyện nghe. Rồi, đây, cô sẽ cung cấp cho các bạn một vài cái một vài cái trang web luyện nghe nhé mà cô hay dùng này. Cái số 1 đó là trên YouTube các bạn có cái trang là VOA Special English. VOA là V này, OV này. Đấy, Special là đặc biệt English. Đấy các bạn, bạn nào mà nghe được thì các bạn có thể comment xuống để cho các bạn nhìn vào xem nó là cái gì trên YouTube nha. VOA Special English. Rồi. Ok, các bạn comment xuống cho cô nào. Hiện tại đôi lúc em nghe một nửa, hiểu 1/4 à? Ok. Rồi đó, thứ nhất là VOA Special English. Thì ở đây nó sẽ có những cái chủ đề rất là đa dạng, chủ đề rất là nhiều, chủ đề khác nhau, về giáo dục cũng có, về kinh tế cũng có, về khoa học cũng có. Đấy, và những cái người nói thì là giọng Mỹ chuẩn và họ đọc rất là chậm, có ngữ điệu và phát âm gọi là hay thôi rồi, nghe cực kỳ là mê ly. Đúng rồi, Văn Thắng đúng rồi đấy, VOA Special English. VOA chúng ta viết thoa lên nhá. Bạn nào ở gần lấy cho cô cốc nước à? Nói nãy giờ chắc là khát nước à? Ok, đấy, có người còn nghĩ cho mình như thế cơ chứ, đáng yêu thế. Lê Chiễu à? Tên hay thế em. VOA Special English đúng rồi đấy Thảo Vi ạ. À? Đúng rồi, Phương Anh. Chuẩn. Rồi.
Đó, đấy là VOA người ta nói rất là chậm, cho nên là đảm bảo các bạn có thể hiểu được với điều kiện là các bạn phải có một chút tiếng Anh, một chút xíu thôi, cũng không nhiều lắm. Đấy, thì VOA là một kênh đầu tiên, giọng Mỹ chuẩn này, đọc chậm cho các bạn này, mình nghe chép này rồi mình bắt chước nói theo, thì đảm bảo là cái ngữ điệu và cái cách nói của các bạn sẽ thay đổi hoàn toàn luôn. Giọng Mỹ chuẩn nhưng cô bảo chậm thì em thấy hơi sai ạ. Có gì sai đâu. Ban đầu mình nghe là mình phải nghe của trẻ con ấy, nghe những cái càng chậm càng dễ càng tốt, chứ không phải là mình nghe những cái khó hay là đọc nhanh đâu nha. Đọc nhanh xong là các bạn đọc nhanh, tức là khi mới bắt đầu học phát âm ấy thì đọc nhanh nó là một cái sai lầm lớn nhất cuộc đời. Bởi vì là cô đã dạy các bạn ấy rồi, và các bạn ấy kiểu nghĩ là đọc nhanh thì nghe nó sang chảnh, nghe nó hay ấy. Nhưng thực tế là đọc nhanh xong thì nó méo âm với méo chữ hết đi và nghe chả ra cái gì cả. Cho nên là cô khuyến khích là đặc biệt những bạn nào mà đang bắt đầu học tiếng Anh hoặc là bắt đầu học phát âm ấy, đọc thật là chậm thôi. Ví dụ như chúng ta sẽ nói là My name is Chang. Đó, nhiều bạn là Hello everyone, my name is Chang. Đấy, đọc xong chẳng hiểu là đang nói cái gì. Đó, Hello everyone, my name is Chang. Đó, đọc chậm thôi nhưng mà có ngữ điệu hay thì tốt hơn rất là nhiều, và nghe nó tây hơn rất là nhiều là Hello everyone, my name is Chang. À, đúng không? Đó là web, đó là YouTube nha, Hoàng Nam nha. VOA cũng có cả website nữa, và hình như là có cả app thì phải. Thường bây giờ người ta sẽ làm app rất là nhiều đấy, các bạn thử lên app xem có không nhá. Cô cũng chưa check đâu, nhưng mà chắc là có đấy. VOA như là có app hay sao ấy. Rồi còn lại nó sẽ là YouTube này, là lâu đời nhất này. Cô ngày xưa là chỉ học trên YouTube thôi. Với lại website cũng có rồi, các bạn cứ đánh VOA Special English sẽ ra. Rồi, đấy là cái số 1. Cái thứ hai, một cái tài liệu cực kỳ hay, đó là Listen a Minute, nghe một phút, listenaminute.com.com, viết liền nha. Các bạn giúp cô ghi xuống nào. Rồi, chúng ta nghe ấy, thì gió thoảng qua tai lướt rất là nhanh, nhưng khi chúng ta đã viết xuống rồi thì các bạn có thể là thì các bạn có thể nhớ tốt hơn rất là nhiều nhá. Ok. Rồi, listen a minute. listenaminute.com. Rồi, các bạn viết xuống đi. Đây là một cái trang web mà nó có rất nhiều, cũng có rất nhiều các chủ đề, và nó sắp xếp theo thứ tự chữ cái, bảng chữ cái. Các bạn tích vào một cái chủ đề thì nó sẽ có một cái bài nghe tầm 1 phút. Đó, xong sau đó nó sẽ có những cái bài là bài gọi là cái gì nhỉ? Bài luyện tập. Đấy, ví dụ như là nó sẽ lấy ra những cái từ quan trọng ở trong cái bài đấy ấy. Xong nó sẽ ví dụ như là nó đào các từ. Đấy, và các bạn phải sắp xếp để cho nó thành cái từ gốc. Đấy. Rồi nói chung là nó có mấy cái bài tập, mấy cái trò chơi rất là hay luôn. listenaminute.com, đúng rồi, viết liền nha. listenaminute. Đúng rồi. Ok. Đấy là dành cho những cái bạn gọi là mới bắt đầu. Đó, và rất là nhiều các cái trang web nữa, ví dụ có một cái là Spotlight. Spotlight. Đây. Spotlight English. Spot là S P O T, light là ánh sáng. Các bạn làm viết xuống giúp cô nào. Spotlightenglish.com. Cái này nó cũng là một cái trang web về học nghe, luyện nghe tiếng Anh, và có rất là nhiều những cái bài nghe cực kỳ hay luôn. Đấy, thì chúng ta có thể là dùng cái trang này. Đó, hoặc là spotlightenglish, đúng rồi, .com nha, Văn Thắng nha. Không phải là sport, không phải là không phải là tập thể dục với lại thể thao đâu các chàng với các nàng ơi. Sport là chỉ có S-P-O-T thôi. Đấy. Spotlight là cái kiểu đèn sân khấu ấy, kiểu vậy, chứ nó không phải là từ sport. Đấy, cho nên là học phát âm rất là quan trọng nha. Sport, nó rất là khác với spot. Đó, và đây của chúng ta là từ spotlight. Đấy. Ok. Rồi. Đúng rồi đấy, spotlightenglish.com.com. Been meaning viết đúng rồi này. Lê Đức is watching with you. Thank you. Xin chào Lê Đức. Đúng rồi đấy. Ok,
Rồi, thì đó là một vài cái trang web. Còn lại ấy, các bạn cách tốt nhất là như này. Cách tốt nhất đấy là các bạn cứ Google là những trang web nghe tiếng Anh hay, xong sau đó là các bạn thử một vài trang. Bởi vì ấy, cái này nó sẽ liên quan tới là cái sở thích của từng người. Có những bạn chỉ thích nghe những cái về khoa học kỹ thuật thôi thì các bạn có những trang web riêng. Những bạn thích nghe về trang điểm thì có trang web riêng. Các bạn thích nghe về những cái thông dụng trong đời sống hàng ngày, ví dụ là hobby với lại family thôi, thì nó sẽ có những cái trang web riêng. Đấy, thì chúng ta thử và chọn cho mình một cái trang web mà tối ưu nhất. Đấy, thì đây là một vài cái gợi ý của cô thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể luyện nghe những cái bài nghe nó gọi là gì nhỉ? Nó gọi là dành cho các bé. Đó, xem phim hoạt hình cũng được, hoặc là xem các cái fairy tale. Fairy tale có nghĩa là phim truyện cổ tích, truyện cổ tích. Đấy, truyện cổ tích bằng tiếng Anh. Gần đây thì có một cái app ứng dụng rất là hay, nó tên là cái gì nhỉ? Tự nhiên quên mất rồi. Cái gì Junior nhỉ, dành cho trẻ con ấy, mà nó học bằng chuyện đấy. Đấy, học bằng chuyện, bằng hình ảnh các thứ, dùng trên app điện thoại đấy, sờ sờ vào cái chữ và cái hình ảnh nào là nó cũng phát, nó hiện ra tên đấy, cái gì Monkey Junior, đúng rồi, Monkey Junior. Monkey là con khỉ, Junior là kiểu người cấp dưới ấy, người nhỏ nhỏ tuổi ấy. Đấy, Monkey Junior đấy là một cái app, nhưng cái đấy phải trả tiền, phải mua. Nhưng mà hình như nó cũng có dùng miễn phí giới số lượng giới hạn đấy, mình chỉ nghe được vài chục bài chẳng hạn đấy. Đấy, các bạn có thể bắt đầu bằng cái đấy cũng được. Đó, tức là nói chung là cái nguyên lý chung đó là các bạn phải thuộc được càng nhiều câu càng tốt. Thì các bạn nghe nhiều tài liệu rồi, nghe hay là xem cái gì đấy mà làm sao mình thuộc được, chứ không phải là nghe như kiểu gió thoảng qua tai xong rồi nghe xong mình chẳng lưu được cái gì, thì nó hiệu quả nó không cao. Cũng có hiệu quả nhưng mà không cao. Ok. Rồi, thì đấy là một vài cái trang web các bạn có thể nghe, chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, nói chung là fairy tale, những chuyện cổ tích ở trên YouTube rất là nhiều. Chuyện cổ tích bằng tiếng Anh để search ra và mình luyện nghe xong mình học thuộc, mình kể lại cho con sau này luôn. Con vào đây để mẹ kể cho chuyện cổ tích. Nhưng hôm nay mẹ sẽ không kể bằng tiếng Việt mà mình sẽ kể bằng tiếng Anh. Con có muốn nghe không? Đấy, nó không thích nghe thì cũng kệ, cứ đè nó ra xong rồi kể cho nghe. Ok. Rồi. Xin chào Quang Bùi. À, Quang Đạt chứ. Nguyễn Trần. Ok, đó. Cho nên là đấy, rồi thì các bạn có thể xem một vài cái phim hoạt hình tiếng Anh cũng được. Tiếp nha. Một cái mà vừa nãy các bạn ấy cũng nói rất là nhiều. Cô dễ thương quá. Cô rất là thích đùa đấy. Nhưng mà đừng đùa quá trớn, đùa quá trớn là mình ghét mất lên. Phương Thúy. Ok, rồi. Cái thứ ba, vừa nãy các bạn cũng nói rất là nhiều, đó là chúng ta phải nghe, à chúng ta luyện hát, đấy, hay là xem phim. Luyện hát hay là xem phim, đấy là cái cách gọi là học mà như không học. Ngày xưa cô, thực ra là cô lười học tiếng Anh cực luôn ấy. Cô không phải là kiểu chăm, kiểu mọt sách đâu các bạn ạ. Nhưng mà được cái đó là cô hiểu là nếu như mình xem phim nhiều, mình học hát tiếng Anh nhiều và mình thuộc được nhiều câu thì mình sẽ nói tiếng Anh tốt. Đó là lý do vì sao mà cô toàn nghe các bài hát tiếng Anh thôi, hầu như là không nghe tiếng Việt mấy đâu. Tiếng Việt thì bài nào hot hot mà kiểu bị bắt phải nghe, như kiểu là ra ngoài đường nó cứ bật suốt ngày ấy, thì mình nghe thôi, chứ còn thường là sẽ không nghe và chỉ nghe nhạc tiếng Anh thôi. Và không phải là như nhiều bạn là nghe chỉ có nghe, mà là cô nghe và học thuộc theo. Cô cũng in script, tức là in lời của nó ra này, tra từ điển cấu trúc này, rồi thì bật karaoke trên YouTube ấy. Trên YouTube nó có ví dụ như bài My Love Karaoke chẳng hạn, karaoke đúng không, thì cô bật lên cô nghe và cô hát theo đó. Thì để mình thuộc được và hát theo được thì mình phải nghe rất là nhiều, đúng không? Đấy, đó chính là cái nguyên tắc số 1 này, đó là nghe mọi lúc mọi nơi, tắm ngôn ngữ, nghe thụ động và cả nghe chủ động nữa. Học bài hát là bắt buộc phải nghe chủ động thì mới hát được theo, đúng không? Đấy, thế là một cái nguyên lý mà nó nằm trong, gói gọn trong một cái tài liệu nghe vô cùng hiệu quả mà lại đầy hứng thú, đấy chính là bài hát.
Đó, cho nên là khi các bạn nghe bài hát này, các bạn không phải bắt mình là phải nghe chép, không phải bắt mình là nghe đi nghe lại nhiều lần, mà bắt buộc mình thích làm điều đó và mình muốn làm điều đó để mình có thể thuộc và hát theo được như các anh, đúng không? Listen, hello madam, nice teacher. À, cảm ơn Vương Anh, xin chào Lưu Huyền Trân, Huyền Trâm mà, Quyên Đàm. Ok, có rất là nhiều những bạn trên khắp cả nước đúng không? Ok, very nice to meet you. Rất là vui được làm quen với các bạn. Ok, rồi, đó cho nên là những cái bài hát là những cái tài liệu luyện nghe nó phải nói là hiệu quả nhất mà các bạn có thể tìm thấy. Đấy, cho nên là mình bắt đầu vào những bài nghe đơn giản thôi nha. Đừng có mà bật Eminem xong là kiểu hát rap xong rồi bắn như gió thì không bao giờ mình có thể luyện theo được. Bởi vì rap nó là một thể loại khác và nó phải yêu cầu là các bạn có thể có khả năng gọi là nhấn trọng âm này, đọc nhanh, đọc lướt, đọc nuốt âm các kiểu rất là chuẩn thì chúng ta mới hát được rap. Hoặc là mấy cái bài rap nhẹ, bài rap đơn giản thì có thể được. Nhưng mình nên bắt đầu bằng cái bài pop ballad rất là quen thuộc và dễ dàng như là My Love này, Take Me To Your Heart, hay là cái gì nhỉ? Nhiều bài lắm, ngày xưa cô hát suốt. Nhưng mà A Little Love này, Proud Of You này, đấy, rất là nhiều bài. Các bạn biết bài tiếng Anh nào comment xuống cô xem nào. Reality là gần đây có đúng không? Anyone live in Huế à? Nguyễn Đức Dân. Chắc là có đấy. Ai Huế điểm danh kìa. Ok, đó cho nên là mình bắt đầu vào những cái bài đơn giản và mình hát. Và đừng có phải là nghe một cái list hàng trăm bài một lúc nha. Chúng ta nên nghe tập trung. Đấy, ví dụ nghe giải trí thì cũng được, nhưng mà để các bạn nghe và luyện hát theo ấy, các bạn bật một bài thôi, bật đi bật lại, bật đến khi nào mình thuộc cái bài đấy thì thôi. Có thể mất tới một tuần, hai tuần để mình thuộc nó. Nhưng khi các bạn thuộc được nó rồi, các bạn sẽ nhớ được rất nhiều từ vựng và cấu trúc ở trong đó. Đấy chính là cái nguyên liệu để giúp cho các bạn có thể nói được tiếng Anh và nghe được tiếng Anh tốt. Until You, very good, I like that song very much. Cô cũng rất là thích bài đấy. Thích nghe Nightcore nhưng tốc độ nó nhanh quá. Ừ, đúng rồi. Nightcore thì kiểu nghe chơi thôi. Remember When, đúng rồi. Let Her Go, rồi. That Girl, That Girl cô đã từng làm những cái video để quay, à livestream mà thôi nha, không phải video mà là livestream mà thôi, để cô dạy mọi người hát bài That Girl. Đó, các bạn có thể tìm trên YouTube. Các bạn đánh ở trên YouTube là IOLO English, tiếng Anh và tiếng Yolo. Đấy thì các bạn sẽ thấy cô có dạy một vài cái bài hát tiếng Anh. Ví dụ như là bài Shape Of You, bài đấy là cũng hơi nhanh rồi. Bài Take Me To Your Heart, rồi bài mấy cái bài của gì nhỉ? Của ai ta? Của cái bạn mà hát bài Photograph ấy, bạn mà hát bài Perfect ấy. Đấy thì cô dạy một số các cái bài đấy rồi, rất là hay. Và rất là nhiều lượt xem nha. Huy Nguyễn, cô giáo rất dễ thương ạ. À? Ok, cảm ơn Huy Nguyễn. High On Life. Bài đấy cô chưa nghe bao giờ nè. You Are The Reason. Ok, You Are The Reason cũng rất là hay. Xin chào Hoàng Real. Rồi, đấy, hát nha, hát. Đấy, đấy là những tài liệu nghe rất là hay luôn. Tiếp theo này, đó là học qua gì các bạn ơi? Chúng ta sẽ học qua phim. Đấy, không, tiếng Anh là học qua phim, nhưng tiếng Việt học qua phim, và tiếng Anh là phim. Đó, chúng ta sẽ học qua phim. Và qua phim ấy thì chúng ta cũng chọn những cái phim dễ và đơn giản thôi, chứ đừng chọn mấy cái phim kiểu nó nói nhanh hay là hội thoại nó dài dằng dặc nó quá nhiều. Nhưng mà cũng đừng chọn những bài đừng chọn những cái phim đánh nhau nhá. Cả buổi chỉ đánh nhau thôi, nói được vài câu giao tiếp thì mình chẳng học được gì cả. What are words? Đúng rồi, what are words? Rất là hay. Ok, đấy. Thì mình xem phim này. Ngày xưa cô đã có một cái gọi là nghị quyết cho bản thân là như thế này. Đấy là ấy, khi mà cô xem, ngày năm 1 thì cô xem rất là nhiều phim Hàn, phim Trung, phim Nhật, phim Thái, các kiểu.
và thậm chí là thâu đêm suốt sáng để xem phim luôn. Nhưng mà đến năm thứ hai, năm thứ ba thì cô tự hứa, tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ không xem cái thể loại đấy nữa, mà mình sẽ chỉ xem phim Anh mà thôi. Bởi vì ấy, một mũi tên trúng hai đích, đúng không? Vừa xem được giải trí này, vừa học được tiếng Anh này đấy, và mình lại cảm thấy là vui vẻ thoải mái, chứ không phải là vừa xem vừa cảm thấy đau khổ là ôi xem cái này thì làm sao mà lên được trình tiếng Anh, nhưng mà hay quá vẫn phải xem, đúng không? Đấy, thì mình không bị ấy như thế. Phim, ok, xin chào cô Diệp, xin chào Hường, xin chào Liên Trị. Cô chia sẻ cho em một vài phim hài về tiếng Anh à? Ok, phim hài thì phim Mr. Bean thì không nói gì mấy, đúng không? Thì không tính rồi. Hoa mặt trăng cô dễ thương quá. Cảm ơn em. Showcase của IELTS cho các bạn coi đi cô ơi. Showcase gì à Hoàng? Ok, các bạn share, tiếp tục share đi nha. Share đi. Share lên từng cá nhân để mình lưu lại này, sau này mình xem lại này, hay là share vào các group của mình, các group mà mình đang có mặt ấy. Đấy, để cho các bạn bè nó vào nó xem cùng. Ok, cô nói chuyện hay quá. Cảm ơn Lê Triệu. Rồi, đang nói đến đoạn phim đúng không? Nghe phim đúng không? Rồi, thế là từ lúc đấy là cô ra nghị quyết cho bản thân là chỉ có xem phim tiếng Anh thôi. Và từ đó là cô tìm được một vài cái phim hài. Ví dụ cái phim mà nổi tiếng nhất để học tiếng Anh đó là phim Friends. Friends là những người bạn ấy. Tựa đề tiếng Việt của nó là những người bạn, ngày xưa thì nó cũng chiếu trên TV. Đấy cũng là loại phim hài, nhưng phim đấy thì trình nó cũng vẫn hơi cao một chút. Các bạn có thể xem cái phim Extra ấy. Đó, các bạn viết xuống cho cô nhá. Viết để cho các bạn kia không biết ấy, thì các bạn có thể nhìn vào Extra, viết là Extra. Và phim Extra thì rất là dễ để chúng ta có thể follow được. Còn một cái phim nữa ngày xưa cô hay xem đó là Good Luck Charlie. Good Luck là chúc may mắn đúng không? Charlie là tên của nhân vật. Đó, để cô viết cái ấy nè. Good Luck Charlie. Rồi, đấy. Cái phim này là một gia đình người Mỹ. Đó, rất là hay luôn. Extra đúng rồi đấy Huy. Lộc đúng rồi, Tình Giang chuẩn men đấy. Ok, một số bạn này hay xem Brick Prison, đấy như kiểu là vượt ngục đấy. Đấy rồi How I Met Your Mother, đấy tôi đã gặp bố đã mà gặp mẹ con như thế nào này. Hoặc là những cái phim mà cô rất là hay xem nữa, đấy là phim một tập thôi. Những cái phim cô vừa nói là phim dài tập nhá. Còn cô cũng hay xem phim một tập, ví dụ series mà cô thích nhất đó là Kung Fu Panda. Đúng rồi, Kung Fu Panda. Đấy, hay là cái phim, rất là nhiều phim, Ba Chàng Ngốc này, Three Idiots này, rồi thì ôi giời, xem nhiều lắm các bạn ạ. Các bạn cứ Google những cái phim hay để học tiếng Anh. Đó, thì mình xem dần, mình cứ xem thôi. Xem phim nào ấy thì xem. Đó, đấy là về xem phim nha. Chọn phim, nhớ là cũng chọn, đừng chọn phim khó quá, mà chọn phim phù hợp một chút, nó có thể hơi khó với mình nhưng mà mình có thể nhìn được sắp. Và một số bạn lại hỏi là thế học qua phim thì nên xem sắp hay là không xem sắp, hay là xem sắp Việt hay là sắp Anh. Thì câu trả lời của cô ấy, đấy là cái này nó sẽ phụ thuộc vào từng người. Đối với cô thì cô sẽ xem hai sắp cùng một lúc. Đó, hai sắp cùng một lúc đấy. Cô còn mua một cái ấy trên trang này này. Cái gì nhỉ? Cái trang mà mình mua để xem phim ấy. Cái gì? Tumva. Đúng rồi. Tumva.com. Đấy, có mua ở đây nhưng có 200.000 một năm thôi. Xem thoải con gà mái, mà nó có cả sắp Anh lẫn sắp Việt, thậm chí là trên cái sắp đấy có cái từ mới nào các bạn chỉ vào đấy, các bạn cũng sẽ có được nghĩa tiếng Anh và có cả đọc vào đấy luôn. Nói chung là nó cực kỳ là tiện lợi, cho nên là cô mua cái này luôn để lúc nào rảnh thì lên xem. Đấy, các bạn cũng có thể là ấy, để cô đưa cái link Tumva này lên để các bạn thích thì đăng ký vào.
Ok, xin chào Phạm Tuấn. Extra, em xem phim này rồi, hay lắm mà dễ nữa. Đúng rồi đấy, rất dễ và hay. Trên cái kênh Tumba đấy thì chúng ta có cả video phim này, có cả học qua bài hát này, rồi thì video hài này, video chuyên ngành, video về sức khỏe, làm đẹp các kiểu, các thể loại, cái gì nó cũng có luôn. Và đều là song ngữ, cả hai sắp cùng một lúc. Đấy, thì và cái cách nghe của chúng ta như sau này, đó là chúng ta sẽ không nghe, không, nếu như các bạn xem để học nha, thì các bạn chọn một cái đoạn, chọn một đoạn, xong sau đó là các bạn chọn ngắn thôi, như cô vừa nói đó là 1, 2, 3 phút là cùng, xong sau đó là mình nghe và mình học thuộc và bắt chước theo, mình tưởng tượng mình là cái nhân vật đấy, xong mình bắt chước nói theo người ta. Thì đấy là một cách học mà đơn giản nhất và dễ nhất, hay là movie dubbing, có nghĩa là lồng tiếng phim. Ngày xưa cô học ở trường đại học ấy, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, thì bọn cô có một cái dự án đấy là lồng tiếng phim tiếng Anh đó. Ừ, để cô đang tìm lại đây, nó không phải là app mà nó là một cái trang web Tumva. Sao mình thì thấy đó. Đợi một chút, các bạn đợi cô một chút xíu nha, các bạn comment xuống đi, comment xuống đi. Extra trên YouTube có rất là nhiều, đúng rồi, nhưng mà không biết nó có phụ đề không nhỉ, nó có phụ đề không ta. Cô thì xem trên Tumva cho nên là nó có phụ đề cả Anh lẫn Việt luôn, rất là dễ. Ok, thôi được rồi, kệ nó. Đấy, thì đang nói đến việc xem phim đúng không? Thì chúng ta cũng xem chọn cái đơn giản để xem. Và xem là đang nói đến cái gì nhỉ? Test Phan Ngô Ngọc Hải à? Chat thì cũng được Ngọc Hải nhá, nhưng mà nó sẽ phù hợp với những bạn mà có trình độ một chút rồi. Bởi vì những bạn mà mới bắt đầu mà nghe chat thì nghe 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 có vẻ là cũng hơi hơi nản đấy, cũng hơi khó quá. Mà nhiều khi các bạn nghe cái khó quá, các bạn chỉ tập trung vào nhìn sắp Việt thôi, thì nói chung là nó cũng không tăng được nhiều lắm đâu, không tăng được nhiều khả năng lắm. Cho nên là chúng ta nên xem cả hai sắp cùng một lúc đấy, và mình vừa nhìn sắp Anh vừa nhìn sắp Việt và mình nghe cùng một lúc. Thì các bạn sẽ, hoặc là các bạn có thể xem sắp Việt, tuy nhiên lúc nào mà có cái câu hay hay mà mình muốn ghi lại và mình muốn học thuộc nó thì các bạn dừng lại xem sắp Anh, chép cái câu sắp Anh xuống. Ok, thì đấy là cái tí nữa nha, lúc tí nữa làm livestream xong thì cô sẽ đưa cho các bạn cái link đấy, các bạn có thể xem. Bạn nào mà đầu tư 200k một năm, cái này cô cũng đi mua mà, nhưng mà có thấy rất là hay, lúc nào mình rảnh là mình lên xem được đấy. Ok, Jimmy Dong. Xin chào Jimmy Dong. Rồi, thì đấy là một vài cái phương pháp nghe mà cô hay dùng để luyện nghe nhất. Tóm lại, đó là nguyên lý. Muốn nghe tốt thì phải nghe gì, mọi người? Comment xuống nào. Vừa nãy cô nói từ đầu rồi đấy. Muốn nghe tốt thì phải nghe gì? Oops. Wow. Ôi, đổ cái điện thoại. Đúng rồi, muốn nghe tốt thì phải nghe nhiều và chọn cái tài liệu nghe phù hợp với mình mà nghe. Huy Nguyễn, ừ đúng rồi đấy, đúng rồi. Và để cho mình có thể nghe được, mình biết được là cái nào phù hợp nhất với mình, thì chỉ có một cách duy nhất thôi các bạn ạ, đó là mình nghe để mình biết. Mình nghe nhiều cái trang web này, mình thử nhiều cái trang web đấy này, và mình chọn ra một cái trang web mà mình thấy yêu thích nhất và thích nhất, hay chọn ra một cái phương pháp mà thích nhất. Ví dụ như cô có một bạn học viên tên là bạn Kiên, và bạn đấy hát rất là hay, và phần lớn tiếng Anh của bạn đấy là học qua bài hát. Bạn ấy cứ nghe và hát thôi, và bắt chước theo, và bạn ấy biết cả chơi guitar này, biết cả làm nhạc này, mix nhạc các kiểu này. Đấy, cho nên là bạn ấy học phần lớn là qua bài hát.
Ví dụ như cô thì cô học phần lớn là qua hát và qua qua xem phim đấy, hay là lồng tiếng phim rồi bắt chước theo phim các kiểu đấy, đấy là cái mà cô đã học ở, từ trường đại học. Đó có một số bạn thì học phần lớn là qua học ngữ pháp. Và cô nói một điều đấy là những bạn nào mà có cái gốc ngữ pháp chắc thì cực kỳ là tốt nha, cực kỳ là có lợi thế luôn, bởi vì các bạn đấy học tiếng Anh rất là nhanh. Với những người khác có thể là mất tầm 6 tháng để học, nhưng các bạn đấy chỉ cần 2 đến 3 tháng là có thể học bằng tương đương với một người 6 tháng rồi. Ok, rồi, đấy, thôi, thế thôi nhỉ. Hôm nay cũng hơi nhiều rồi. Hơi nhiều bí kíp được tiết lộ rồi đấy. Và máy tính của cô cũng sắp hết pin rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem livestream nha. Bây giờ là 10 giờ rồi. Các bạn còn câu hỏi gì không? Đặt câu hỏi đi. Ủa men, không biết nó còn chạy không nhỉ? Cô thấy như nó đơ rồi ấy. Không thấy có gì nữa rồi. Có ai còn đang xem tôi không? Hay là tôi đang độc thoại một mình vậy ta? Không nhìn thấy cái gì hết. Không thấy comment nào. Đây rồi. Xin chào Vũ Thu Phương. Lê Chiêu vẫn đang xem à? Hoàng Hiền vẫn đang xem. Ok, rồi. Đấy, bây giờ mới có comment nổi lên, chả hiểu. Hay là vừa nãy mạng yếu nhỉ? Rồi, đấy các bạn có câu hỏi gì không? Còn câu hỏi gì về nghe không? Cô ơi, khi nghe mình nên xem sắp English không cô? Ok, như cô vừa nói đấy. Đấy là nên xem hai sắp cùng một lúc, nên để hai sắp cùng một lúc. Ví dụ như là bạn nào mà tốt hơn một chút thì các bạn có thể tập trung vào nghe và xem sắp Anh. Lúc nào mà không hiểu cái sắp Anh đấy như nào thì mình lại liếc lên sắp Việt. Đấy, còn những bạn nào mà yếu hơn một chút mới bắt đầu thì có thể là vừa nghe và đọc sắp Việt. Lúc nào mà thấy có câu hay quá mà mình muốn học thuộc nó thì mình lại liếc xuống sắp Anh. Đó. Đấy là cái cách học gọi là cái gì nhỉ, du kích thôi. Còn nếu như các bạn muốn học thật sự qua phim ấy thì mình không học theo cách đấy nhiều lắm đâu, mà mình sẽ là chọn một cái đoạn phim và sau đó là mình nghe, cũng như cô vừa nói, nghe chép xuống xong là mình bắt chước, mình lồng tiếng theo, mình học, mình nói để nói được như họ đó, thì đấy mới gọi là học. Chứ còn các bạn nghe một cái phim, xem một cái phim 2 tiếng 2 tiếng rưỡi xong thì nếu bạn nào tốt và có ý thức thì chắc là nhớ được khoảng 5 câu. Đấy, còn những bạn nào mà quên luôn việc học, thế là ngồi kiểu khỉnh dâu lên xem, thế là xem xong phim hay quá nhưng không nhớ cái gì cả. Ok, đấy, cho nên là mình nghe là mình phải có ý thức phết đấy. Em mới bắt đầu luyện nghe IELTS nên luyện nghe section hay luyện nghe nguyên? Nên luyện từng phần một nhá, từng phần một trước. Ok, thôi được rồi đấy, hết rồi đấy. Lúc nào mà đấy, các bạn cứ xem nhiều với lại share với like nhiều cho cô có động lực là cô sẽ like thường xuyên nha. Ok, thôi đi ngủ đi, hoặc là học tiếng Anh đi. Cô vừa nói gì đấy, bây giờ mở ra xem. Chọn một bài hát này, bài tập về nhà của các bạn này trong tuần này, chọn một bài hát hoặc một bộ phim hoặc một trang web học tiếng Anh hoặc một bài câu chuyện cổ tích, và sau đó các bạn sẽ học theo, học thuộc cái bài đấy cho cô. Ok thế nhá, thôi bye bye, good night.